Bạn à, hãy sống thật hạnh phúc bạn nhé. Hãy là chính mình, bạn sẽ hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua tôi biết rằng bạn có rất nhiều áp lực phải đối mặt. Tôi biết bạn đã cố gắng rất nhiều để có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng, liệu bạn có đang thật sự hạnh phúc không? Hay chỉ là dán chạy theo những mục đích do bạn đặt ra mà khi có rồi bạn vẫn không dùng tới để có được cuộc sống hạnh phúc? Bạn à, không nhất thiết bạn phải như thế. Bạn hãy là chính bạn, làm việc với khả năng và năng lực thật sự của bạn. Tận hưởng và hưởng thụ những gì hàng ngày mà bạn cần có, đừng để nó trôi qua rồi một ngày nhìn lại và hối tiếc. Bạn đừng quá khắt khe với bản thân, đừng quá gò ép mình. Đừng quá đặt ra cho mình bất kỳ một tiêu chuẩn chuẩn mực nào cả, hãy cứ thả lỏng thân tâm để tận hưởng niềm vui của hạnh phúc. Bạn không cần phải có quá nhiều tiền, chỉ cần có đủ để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và chi dùng, chỉ cần có đủ để khi cần là có. Không cần quá dư thừa thì mới hạnh phúc. Bạn không cần ở trong một ngôi nhà quá to, quá hoành tráng. Chỉ cần có một chốn yên bình để bạn thoải mái an vui, tận hưởng những giấc ngủ ngon, tận hưởng niềm vui sinh hoạt bên người thân và gia đình mà ở đó nó không trống vắng cô đơn. Đó là hạnh phúc. Bạn không cần phải có những chiếc siêu xe, những chiếc xế hộp đẳng cấp để phải gồng mình chi trả những khoản dịch vụ tốn kém. Bạn chỉ cần có phương tiện giúp bạn thoải mái và an toàn nhất trên mọi hành trình, đó là hạnh phúc. Bạn không cần phải đặt món ở nhà hàng sang trọng cao cấp để rồi phải tự đặt ra cho mình đẳng cấp sang xịn mịn mà dùng bữa trong gò bó. Hãy cứ dùng bữa ở nơi có nhiều món ngon, ở nơi bạn có thể tận hưởng niềm vui ăn uống một cách sảng khoái là được, đó là hạnh phúc. Và còn nhiều thứ khác nữa, ví như bạn thích đi đâu thì đi chơi với ai vui hợp thì chơi, nói gì với ai thấy hay và đúng thì nói, mặc gì hợp thì mặc miễn vui là được. Vâng, đó chính là hạnh phúc bạn ạ. Cảm ơn bạn đã follow Vinatis Network và kênh video Thi Dubai.